Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Điện Fan, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 26 tháng 3, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một khía cạnh về yếu tố kỹ thuật quân sự liên quan tới cuộc chiến Nga-Ukraine. Hôm 23 tháng 2, tờ Esmen News của Nga cho hay trên khu vực Biển Đen đã xảy ra một trận đánh nhỏ giữa tàu hải quân của Nga với tàu của Ukraine. Nguồn tin cho hay khinh hạm Đô đốc Makarov thuộc hạm đội Biển Đen khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực này đã phát hiện ra một tàu hải quân Ukraine đang thực hiện việc giải thủy lôi trên các tuyến đường tiếp cận Odessa từ hướng biển. Ngay lập tức, chỉ huy tàu này đã ra lệnh phóng đạn tấn công chiếc tàu giải thủy lôi của Ukraine, sau đó được xác định mang tên Netisin A-700 cỡ 285 tấn, dài 40m, được đóng từ thời Liên Xô. Điều đáng nói, tàu Nga đã không sử dụng tổ hợp vũ khí chống hạm, thay vào đó, nó sử dụng tên lửa phòng không để tấn công chiếc tàu giải thủy lôi. Cuộc tấn công được thực hiện bởi một tên lửa phòng không, tức là chúng tôi không có ý định đánh chìm con tàu. Kết quả, chiếc tàu đó nhận được một lỗ thủng và người thuyền trưởng Ukraine nên cân nhắc là sẽ đưa nó về bờ để không bị chết đuối, nguồn tin cho hay. Lưu ý, Esmen News là trung tâm thông tin được thành lập vào năm 2016 theo giấy phép của Cơ quan Giám sát Truyền thông Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại chúng Liên bang Nga, tức là đó là một cơ quan thông tin được nhà nước cấp phép, do đó ít nhiều nguồn tin của họ mang tính tin cậy. Dĩ nhiên, đây là các thông tin từ phía Nga, còn về phía Ukraine họ không xác nhận và nếu có thì sẽ là bác bỏ. Ngay từ đầu, đây đã là cuộc chiến thông tin giữa hai bên, fake news lẫn lộn với tin thật, đến mức nhiều người giờ cũng loạn thần, ngay cả tin ở Việt Nam cũng kêu là giả dối. Cuộc chiến thông tin quả thật còn nguy hiểm hơn cả bom đạn ngoài kia. Và có lẽ chúng tôi, những người làm kênh, đành phải chấp nhận một thực tế rằng một số quan điểm có xu hướng ủng hộ Nga sẽ phản ứng với tin thiệt hại của Nga và ngược lại. Không thể trung hòa nổi hai luồng dư luận này, làm thế nào để đạt được một sự tỉnh táo. Thôi, rông dài nhiều lại bảo lắm lời, câu chuyện ngày hôm nay không nói về việc tin trên có thật hay không, mà là sẽ nói về chuyện. Hóa ra, tổ hợp phòng không trên hạm cũng bắn được tàu chiến. Hôm trước, chúng ta đã nghe về chuyện tổ hợp tên lửa bờ K-300P Bastion P tấn công mục tiêu mặt đất và có nói rằng các tổ hợp phòng không có thể làm được điều tương tự. Và này, chúng ta được luôn một ví dụ mới, đích thân người Nga chứng minh rằng tên lửa phòng không đánh được cả tàu chiến. Đúng thật. Về tên gọi của loại vũ khí này, căn cứ vào định danh chiếc tàu chiến khinh hạm Đô đốc Makarov, chúng tôi xác định nó là một trong ba chiếc thuộc đề án 11356M trang bị cho Hải quân Nga, trang bị tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung 3S-90M Sti-1. Theo catalog Tổng công ty xuất khẩu vũ khí Nga, Sti-1 là tổ hợp tên lửa tầm trung đa kênh được thiết kế để cung cấp khả năng che đầu bảo vệ biên đội tàu hải quân, đội tàu hàng hóa, cũng như bảo vệ tàu mình và các tàu khác trước các cuộc tấn công từ tên lửa hành trình, máy bay, trực thăng, các loại tàu thuyền trên biển. Hóa ra là từ trong tính năng của 3S-90M đã có khả năng tấn công mục tiêu mặt nước, chỉ có điều đây có lẽ là lần đầu tiên nó chứng minh trên thực địa. Tổ hợp 3S-90M trên tàu chiến bao gồm hệ thống điều khiển hỏa lực đa kênh, đạn tên lửa 9M317M, bệ phóng thẳng đứng, mô đun chuẩn bị phóng, khí tài bảo dưỡng cơ bản, phần mềm hệ thống phòng không và khí tài hỗ trợ mặt đất. Do thành phần có thể thay đổi, hệ thống có thể tấn công đồng thời từ 2 đến 12 mục tiêu. Thành phần thay đổi ở đây chính là cơ số đạn tích hợp trong mỗi tàu. Các tàu lớn hơn sẽ mang nhiều đạn hơn và ngược lại. Một số tàu lại được tích hợp kiểu bệ phóng đơn thay vì bệ phóng thẳng đứng. Bệ phóng thẳng đứng trên tàu Makarov bao gồm 2 mô đun với tổng cộng 24 đạn tên lửa 9M317M. Nhờ thiết kế mô đun, hệ thống có khả năng sống sót cực cao, dễ dàng bảo trì và thay thế khi bị hư hỏng. Về hệ thống dẫn đường, tên lửa được dẫn đường bằng quán tính, cộng hiệu chỉnh vô tuyến và radar bán chủ động ở phá cuối. Đầu đạn phát nổ theo cơ cấu ngòi nổ radar hoặc cảm biến va chạm. Tổ hợp tên lửa 3S-90M trên khinh hạm Makarov có khả năng tấn công mục tiêu ở cự ly từ 3,5 đến 50 km, độ cao từ 5m tới 15 km. Tấn công cùng lúc 2 đến 12 mục tiêu, thời gian chuyển trạng thái từ nghỉ ngơi sang chiến đấu từ 5 đến 10 giây, kíp chiến đấu trên tàu từ 6 đến 27 người. Về khả năng tấn công mục tiêu mặt nước, theo mạng an ninh toàn cầu Global Security của Mỹ, tên lửa 9M317 có thể điều chỉnh hệ thống dẫn đường với từng loại mục tiêu, bao gồm cả mục tiêu mặt nước và trên bộ. Thiết kế của các hệ thống trên tàu cho phép công kích mục tiêu mặt nước có phản hồi sóng radar và tấn công trực tiếp bằng đầu đạn nổ phá mảnh nặng 62 cân. Hiểu đơn giản hơn về cơ chế dẫn đường bán chủ động của hệ thống 3S-90M Sti và tên lửa 9M317M. Theo đó, hệ thống radar điều khiển hỏa lực trên tàu sau khi phát hiện theo dõi sẽ thực hiện chiếu xạ vào mục tiêu trên tên lửa. Đầu rò radar bán chủ động sẽ có chức năng thu lại luồng phản hồi từ mục tiêu trở về, từ đó lái đạn bám theo và công kích. Với độ cao tấn công tối thiểu 5m, 9M317 đúng là đủ khả năng để tấn công tàu chiến, tầm bắn từ 3,5 đến 25 km. Như vậy là, lần thứ hai trong cuộc chiến tại Ukraine, người Nga tiếp tục chứng minh trên thực tế tính đa năng trong vũ khí của họ. Cũng có ý kiến cho rằng, không loại trừ khả năng, thông qua các trận tập kích mục tiêu mặt đất, mặt nước bằng các tổ hợp vũ khí trái ngành trái nghề,
Phía Nga cũng đang muốn quảng cáo sức mạnh các trang bị của mình trước các khách hàng tương lai. Điều này có thể cũng đúng, bởi lẽ lưu ý rằng công nghiệp quốc phòng Nga hiện đang thu lời rất lớn trên thị trường. Mỗi năm họ kiếm hàng tỷ đô nhờ buôn bán vũ khí, thì với một cuộc chiến mà chính họ là bên khởi xướng, rõ ràng sau cuộc chiến, họ cũng mong muốn vũ khí của mình tiếp tục được chào đón là lẽ thường của nhà buôn. Trên khinh hạm đô đốc Makarov cũng không thiếu vũ khí có thể cảnh cáo tàu chiến Ukraine trong phạm vi khoảng 15-20 km. Ví dụ như tổ hợp pháo A-190 có tầm bắn tới hơn 20 km, tốc độ bắn 80 phát trên phút, một phát đạn nặng 26 cân có lẽ cũng đủ để khiến chiếc tàu bé bỏng của hải quân Ukraine phải rút lui, không nhất thiết phải dùng tới tổ hợp tên lửa phòng không. À, có một điều đặc biệt là khinh hạm đô đốc Makarov thuộc đề án 11356M vốn được hoàn thành với trái tim do Ukraine sản xuất. Đó là tổ hợp động cơ tua bin khí DS-71 và DT-59 do nhà máy Zhozhia của Ukraine sản xuất. Mà mới đây, nhà máy này đã bị tên lửa Nga đánh sập trong nỗ lực phi quân sự hóa Ukraine của Tổng thống Putin. Thực ra, sau cuộc khủng hoảng năm 2014, phía Ukraine đã từ chối cung cấp động cơ tua bin khí cho các tàu chiến của Hải quân Nga. Lệnh cấm vận đã khiến cho 3 trong 6 khinh hạm 11356M phải đáp chiếu dài hạn vì thiếu động cơ. Makarov là chiếc tàu thứ 3 của đề án này may mắn hoàn thành vào tháng 9 năm 2015 với động cơ tua bin khí được chuyển giao trước lệnh cấm vận, còn 3 tàu sau đó bao gồm Butakov, Istomin và Konilov đành nằm ủ lâu dài chờ ai đó tới rước. Năm 2021, Nga đã chào bán thành công 2 tàu cho Ấn Độ. Để giải quyết khâu động cơ, người Ấn sẽ tự mua động cơ từ Ukraine để chuyển cho phía Nga tích hợp lên tàu. Còn chiếc Konilov không có bên nào mua, thành ra có khả năng bây giờ chỉ còn cách bán sát vụn. Dù vậy, nếu ai có nhu cầu với tổ hợp tên lửa phòng không 3S-90M Steam 1 thì hãy yên tâm rằng chúng có thể tích hợp trên nhiều thiết kế tàu chiến, từ các tàu hộ tống 2.000 tấn tới các khu trục hạm 7.000 tấn. Nói chung là có tiền là nói chuyện được với nhau. Ngay cả tới thiết kế tàu hộ vệ Gepard mà Việt Nam là khách hàng chính, theo cổng thông tin quảng cáo của tập đoàn đóng tàu thống nhất Nga thì họ có phương án cho việc tích hợp hệ thống tên lửa 3S-90M cho Gepard. Vị trí đặt có lẽ là sẽ nằm ngay trước thượng tầng, phía sau tháp pháo AK-176 hay là vị trí hiện tại mà phiên bản Việt Nam đang đặt tổ hợp Pamasu. Tuy nhiên, nói vậy để biết thôi, chứ hiện tại thì giấc mơ cặp tàu Gepard thứ 3 đã mờ mịt quá rồi. Nhân đây, có lẽ là hơi lạc đề, nhưng chúng tôi cũng xin phép nói thêm một chút về câu chuyện hải quân Ukraine tiến hành giải thủy lôi ở Biển Đen. Với việc năng lực hải quân của họ hầu như không còn gì, thì thủy lôi có thể nói là biện pháp cuối cùng để trì hoãn kế hoạch đổ bộ đường biển của Nga. Thế nhưng, điều này tiềm ẩn một mối nguy hại lớn cho các nước láng giềng. Như kênh đã đưa từ các bản tin trước, phía Nga khoảng 10 ngày trở lại đây đã tập trung khoảng 14 tàu chiến, chia làm 3 cụm, bao vây thành phố cảng Odessa từ hướng biển. Odessa là cửa ngõ cuối cùng của Ukraine thông ra Biển Đen và là trung tâm kinh tế văn hóa lớn nhất nhì đất nước. Khi đó, đã có nhiều dự đoán cho rằng Nga có thể sẽ tiến hành đổ bộ chỉ trong vài ngày tới, nhưng đã gần 10 ngày trôi qua, chưa thấy dấu hiệu của một kế hoạch như vậy. Không loại trừ khả năng, phía Nga e ngại hàng rào thủy lôi, chốt chặn cuối cùng của hải quân Ukraine nhằm đối phó với một cuộc đổ bộ đường biển. An toàn nhất với hải quân Nga lúc này là cần trinh sát kỹ lưỡng và tiến hành rà phá thủy lôi trên các hướng đổ bộ. Tuy nhiên, việc này cũng không phải đơn giản, nhất là khu vực gần bờ nhất, nơi mà Ukraine đã bố trí các tổ hợp tên lửa chống tăng để tấn công các tàu bè áp sát bờ. Có thể nói, hàng rào thủy lôi bây giờ là quân bài duy nhất mà Ukraine có thể cản bước tiến của đội tàu hải quân Nga, cũng như lực lượng hải quân đánh bộ mở cuộc tấn công từ Biển Đen. Trong bối cảnh, hải quân của họ không còn năng lực chiến đấu mặt nước, chỉ có thể huy động toàn lực phòng thủ trên bờ. Dù vậy, việc bố trí thủy lôi cũng đặt ra một vấn đề về an toàn hàng hải cho các nước có chủ quyền tại Biển Đen. Trong thông cáo báo chí đề ngày 19 tháng 3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB cho hay, do thời tiết mưa bão, các dây neo giữ thủy lôi đã bị đứt, do gió và sóng nước, các quả thủy lôi đang trôi tự do ra phía tây Biển Đen. FSB cho biết thêm rằng, có khoảng 420 quả thủy lôi đã bị đứt dây neo. Hải quân Ukraine đã cài đặt các bãi thủy lôi trên hướng tiếp cận các cảng Odessa, Ochakov, Chornomorsk, Unzi, với khoảng 420 quả thủy lôi lỗi thời kiểu thủy lôi neo được sản xuất trong nửa đầu thế kỷ 20, báo cáo cho biết. Và không loại trừ khả năng do hiện tượng hải lưu, các quả thủy lôi mà quân đội Ukraine cài đặt có thể trôi dạt tới eo biển Bufarut và xa hơn nữa vào các vùng biển thuộc lưu vực Địa Trung Hải. Đáp lại cảnh báo của Nga, Ukraine ra tuyên bố 3 thông tin và rằng không có bất cứ quả thủy lôi nào trôi ra biển. Đây là thông tin hoàn toàn không đúng sự thật từ phía Nga. Thông tin này là nhằm biện minh cho các hành động đóng cửa Biển Đen của phía Nga, Viktor Vaisnov, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Ukraine nói với hãng tin này Reuters. Hải quân Ukraine cho biết họ có quyền phát các cảnh báo an toàn về một phần Biển Đen của họ và việc đưa ra cảnh báo của Moscow là một nỗ lực vi phạm bản quyền thông tin. Mặc dù phía Ukraine lên tiếng bác bỏ, thế nhưng ngay từ trước cảnh báo của Nga, hải quân các nước thành viên NATO có chủ quyền ở Biển Đen, bao gồm Bulgaria và Romania, đồng loạt phát đi cảnh báo.
Ngày 18 tháng 3, Tổng cục Thủy văn Hàng hải Rumani cũng cảnh báo nguy cơ xuất hiện các loại thủy lôi ở phía tây bắc Biển Đen. Còn theo tờ Sofia Global, chính phủ Bulgaria đã đưa ra cảnh báo vào đêm ngày 20 tháng 3 về các thủy lôi mà người Nga nói là do người Ukraine cài đặt và theo họ, chúng đã bị trôi vì một cơn bão. Trả lời báo chí, Tư lệnh Hải quân Bulgaria, chuẩn đô đốc Kirill Mikhailuk cho biết, việc Nga tuyên bố các quả thủy lôi đặt tại Odessa đang trôi dạt trên Biển Đen có thể làm phức tạp hóa hoạt động vận tải biển và gây ra nỗi sợ hãi, căng thẳng cho thủy thủ các quốc gia ven biển hơn là một mối đe dọa thực sự. Dù nói như vậy, nhưng Tư lệnh Hải quân Bulgaria cho hay đội tàu nước này đang thực hiện mọi hoạt động giám sát để đảm bảo an toàn trên Biển Đen. Các thiết bị nổ được một cơn bão kéo ra Biển Đen là mối đe dọa với tất cả tàu thuyền, nguồn tin cho hay. Chuẩn đô đốc Hải quân Bulgaria cũng trấn an dư luận rằng vào thời điểm Nga tấn công Ukraine, các cảnh báo về thủy lôi ở phía tây bắc Biển Đen đều đã gửi đi. Kể từ đó, Hải quân Bulgaria đã tăng cường giám sát biển, bao gồm các chuyến bay tuần tra và việc triển khai tàu chiến theo dõi. Hải quân Bulgaria hiện cũng có đội tàu quét thủy lôi khá mạnh ở Biển Đen nếu so với mặt bằng chung trong khu vực, có lẽ họ chỉ thua Nga về số lượng. Hiện nay, họ có một sư đoàn tàu quét thủy lôi với 20 chiếc, trong đó chiếm đa số là các tàu thời Liên Xô. Lưu ý rằng, Bulgaria cũng là một thành viên thuộc khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước năm 1991, do đó không lạ lùng khi họ tự tin về năng lực quét thủy lôi của mình và cho rằng việc Nga phát cảnh báo có thể làm trầm trọng hóa vấn đề. Dù vậy, việc phát đi cảnh báo là điều nên làm trong bối cảnh này vì đơn giản, Moscow không cảnh báo mình Bulgaria mà là tất cả các tàu bè đang có mặt trên Biển Đen. Mặc dù là nằm gần vùng chiến sự, nhưng hoạt động vận tải biển ở Biển Đen vẫn đang tiếp tục diễn ra đều đặn. Điều đó khiến tình hình phức tạp hơn muôn phần, nhất là với đội tàu bè dân sự. Đó là lý do phía Nga nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang Ukraine một lần nữa thể hiện sự coi thường hoàn toàn các nền tảng luật pháp quốc tế và coi thường tính mạng con người, bao gồm cả công dân các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU. Bản tin ngày hôm nay tới đây kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.